Thì hôm nay Tâm Bình xin mời các bạn đến với Tâm Bình là một tác phẩm mới nữa, đó là Tâm Bình sẽ làm là chiếc xích lô đạp các bạn ơi, xe lô đạp đó. Hôm rồi là Tâm Bình làm chiếc xích lô đạp, rồi bây giờ Tâm Bình sẽ làm chiếc xe lô đạp nha các bạn. Thì mời các bạn cùng Tâm Bình là cắt những trái dừa này ra để làm những cái bánh xe.
làm việc của Tâm Bình. Thì hôm trước thì Tâm Bình đã tạo ra một chiếc là xích lô đạp. Thì hôm nay Tâm Bình tạo thêm cái mẫu mới đó là xe lôi đạp các bạn ơi. Đó, chiếc xích lô đạp với xe lôi đạp này nó cũng thuộc thời các bạn một đời các bạn ơi. 1900 hồi đó đó mình mới có những chiếc xe như thế này. Thì Tâm Bình cho ra hai cái tác phẩm đó là xích lô đạp và chiếc xe lôi đạp đó các bạn. Hôm nay Tâm Bình đã hoàn thành xong chiếc xe lôi đạp này. Thì bây giờ Tâm Bình sẽ đem đi sơn bóng lên. Tâm Bình sẽ xem cho các bạn xem là cái độ bóng của chiếc xe này nó như thế nào các bạn. Đó, các bạn thấy là Tâm Bình đang đây là chiếc xích lô đạp Tâm Bình tạo ra từ giấy dừa. Các bạn xem qua cái mẫu xe lôi đạp của Tâm Bình đây. Các bạn ơi, Tâm Bình đã hoàn thành một tác phẩm của Tâm Bình là một chiếc xe lôi đạp. Tâm Bình đã quét cái bóng xong thì Tâm Bình mời các bạn xem qua tác phẩm của Tâm Bình đã làm đây. Chiếc xe lôi đạp các bạn, xem qua. Mời các bạn tác phẩm mà Tâm Bình đã hoàn thành các bạn ơi. Xem qua nha. Của chiếc xe lôi đạp các bạn. Nó khác với chiếc xích lô đạp là vậy. Là chiếc xe đạp xe lôi đạp là cái thùng chở khách của người ta ở đằng sau. Còn chiếc xích lô đạp thì cái khách ngồi ở trước là chiếc xe ở đằng sau các bạn. Giữa hai cái nó khác nhau. Xe lôi đạp và xích lô đạp nó khác nhau. Mời các bạn xem cái phần mé dưới của chiếc xe lôi đạp nha các bạn. Đây. Mời các bạn xem và ủng hộ cho Tâm Bình để Tâm Bình có thêm cái động lực để ra.